Giới thiệu anh em một gói độ 68 củ cho Hyundai Tucson 2023 tại xưởng Trung Auto. Thì anh em xem video mà thấy hay, cần tư vấn kỹ hơn thì anh em liên hệ hotline bên em nhá. Rồi, đi vào chi tiết thì đầu tiên sẽ giới thiệu các bác gói BBF, con này dán full xe luôn. Tất cả các bề mặt sơn này, cột ABC, lock và những cái phần ca lăng cũng như mặt đèn này thì bên em tặng kèm trong gói khuyến mại của chương trình lần này rồi. Đấy, nó sau khi dán xong ấy thì anh em sẽ nhận được một cái ngoại hình xe tổng thể, nó rất là sáng và bóng. Anh em nhìn quan sát này, nó bóng hơn ban đầu phải tầm 3-4 lần đấy. Đấy, và nó có thêm cái hiệu ứng lá sen nữa, khi anh em mưa chảy nó sẽ trôi, nó không bị đọng là một này, và bụi bẩn nó cũng hạn chế bám hơn. Đấy là về cái ngoại hình. Còn công dụng của nó nữa thì nó sẽ bảo vệ, tránh những cái ngoại cảnh và những cái va chạm. Nếu như va chạm nhẹ, thậm chí va xe, nó sẽ không bị xước vào sơn anh em nhá. Và đặc biệt là khi mà quá trình nó bị rửa xe hoặc là đi cành cây va chạm nó xước răm ấy, thì là cái này nó bảo vệ được hết. Còn nếu như không may nó có vết xước thì nó sẽ có thêm một tính năng là tự phục hồi anh em ạ. Phục hồi là một, anh em đổ nước nóng vào, là hai là dùng nhiệt sấy nóng, ba thậm chí là xe thì cứ đi ngoài trời nắng thôi. Ngoài trời nắng thôi là nó sẽ phục hồi ok rồi. Đây, xe của khách thì thôi, xe mới mình cũng không test, nhưng mình sẽ test ở trên cái tấm đây BBF dán anh em nhá. Đây anh em này, cọ này. Đấy anh em cọ. Đây nhá, nghe tiếng kêu luôn. Đấy, nó vẫn không xảy ra vết xước. Nếu như mà xước nữa thì mình làm như cách em vừa nói, là anh em sấy nóng các thứ là chắc chắn là nó sẽ đàn hồi về ban đầu. Đây là cái lớp BBF này. Đấy, lớp BBF đây anh em nhá. Đấy. Và nó rất là dai. Đấy, nhờ em cầm một anh này. Anh em nhìn này, nó rất là dai này. Đấy, để mà thủng được nó ấy, đấy, cần một cái lực rất là mạnh mới thủng được một cái lớp BBF này. Nên là khi mà các bác dán vào những cái bề mặt này thì va quyệt nhẹ hay là gạch vào chắc chắn nó sẽ không thủng được. Và bên em có cả cái máy đo test xem là bao nhiêu cân thì mới thủng được BBF. Thì cái đấy khi mà các bác đến dán thì sẽ có các gói ví dụ như 25, 40 hay 60 triệu. Sẽ có cái máy đo cái độ chịu lực đấy và cả cái máy đo tự phục hồi vết xước nữa. Rồi, thì những cái BBF mà tư vấn chuyên sâu thì bọn em sẽ dành một video sâu hơn anh em nhá. Đấy, BBF này, con này là dán gói 25 củ. Tiếp đến nữa là phim cách nhiệt này. Phim cách nhiệt này thì sale tư vấn cho bác khách là gói phim cách nhiệt 3M Quicksolite, sẽ bao gồm kính lái này. Toàn bộ các kính sườn đều là phim quang học 200 lớp của 3M. Và cái màu phim thì cũng nó sẽ mix cơ bản thôi. Kính đằng trước này sẽ xuyên sáng khoảng 60% này. Hai sườn trước này thì mình cần nhìn hai cái gương này ban đêm hoặc là trời mưa, nên anh em sẽ phải dán nó sáng hơn một chút so với đằng sau. Không nên dán tối cùng màu anh em nhé. Dán tối đi rất khó đi, nếu anh em muốn phải hạ kính xuống cơ. Đấy, và đằng sau này sẽ là tối đen luôn để riêng tư hơn, là nhìn nó khỏe khoắn hơn. Và những cái bản xe của hãng người ta cũng sẽ nhuộm nửa kính sau. Đấy. Và sau khi dán thì mình cũng đo qua cho anh em về chỉ số cách nhiệt này. Đấy, ví dụ đây để anh mở cửa cho em dễ nhìn. Đưa được máy quay đây chưa? Đấy, có đưa được không? Để anh đổi góc. Đấy anh em nhìn nhá. Cái độ truyền sáng này nó đang là 36,4 đến sắp xỉ 9. Nó trong khoảng là xuyên sáng 40% là dễ nhìn cho kính trước. Và đặc biệt anh em nhìn này, UVR này, cách tia cực tím tia UV 100%. Rồi cản nhiệt là 99,8% này. Đấy là đối với phim 3M quang học 200 lớp anh em nhé. Mà nói lôm na ra là sau khi anh em dán xong thì ngồi trong xe không thấy nóng nữa luôn. Còn anh em muốn test nữa thì có máy đo nhiệt độ, cũng như là đèn hồng ngoại chiếu vào đây để anh em đo nhiệt độ, hoặc là sờ tay xem có nóng hay không. Rất nhiều cách để anh em test. Và đây là một cái máy đo chỉ số. Thêm nữa thì 3M anh em nên chọn cơ sở thi công chính hãng được đứng biển của 3M ở trên hệ thống, thì nó sẽ có bảo hành điện tử để giúp anh em tránh hàng giả hàng nhái anh em nhé. Rồi, đi vào trong xe này em ơi. Gói phim cách nhiệt mà thương gia dành cho xe này sau chiết khấu nó rơi vào 12 triệu anh em nhé.
chưa bao gồm cửa sổ trời. Con này cửa sổ trời panorama toàn cảnh thì nó cũng tốn thêm một chút nữa, nhưng mà đổi lại thì xe của anh em sẽ VIP đẹp hơn rất nhiều rồi, ngắm cảnh ok nữa. Đấy. Ok, là phim cách nhiệt xong. Tiếp đến là giới thiệu anh em phiên bản Android Book DX14 Plus của Jetech. Chiếc màn hình zin của Tucson này thì nó chưa thay thế được anh em ạ. Thị trường lắp màn hình chưa ai thay được màn hình con này. Và tổng quan thì nhìn nó cũng rất là đẹp rồi nên là cũng không cần phải thay thế. Anh em chỉ cần đây. Âm thanh siêu hay luôn. Đấy, cái âm thanh này nó cũng là một cái mà không thay được này. Hệ thống loa Bose ở trên Tucson này nó là hệ thống âm ly tinh chỉnh rất là cao rồi. Nếu anh em thay màn mà không có chuyên môn kỹ thuật tốt là âm thanh nó sẽ không thể tái hiện lại được như này. Đấy, anh em chỉ cần cắm cục bút thôi. Đủ các ứng dụng như là YouTube này rồi bản đồ Việt Map, cảnh báo tốc độ. Đấy, tất cả đầy đủ hết. Đấy, cắm SIM hoặc là phát Wi-Fi anh em nhé. Đấy, media là anh em sẽ thoát ra này. Nó sẽ về hệ thống zin. Rồi, đây là Android Book. Thì cái phiên bản DX14 này là phiên bản cao cấp pro nhất của hãng rồi. Còn nếu như anh em kinh tế mình trải nghiệm nó dàn trải hơn thì có thể quan tâm những cái mã thấp hơn từ 8 triệu rưỡi, 6 triệu rưỡi, thậm chí là 4 triệu rưỡi cũng rất là tuyệt vời. Vì là tùy nhu cầu sử dụng, anh em chỉ cần biến nó thành Android để mình nghe nhạc, hưởng thụ tí thì mình đầu tư nó thấp xuống một tí cũng được. Rồi, sau Android Book thì giới thiệu anh em là bộ thảm sàn mình đang ngồi này. Đây là phiên bản thảm sàn của Lavvo anh em nhé. Đây là sàn và thảm da, nhưng nó cũng sẽ có pha một chút PVC để cho cái bề mặt nó được cứng hơn, và nó đặc biệt là nó chống thấm nước. Và khi mà không thấm nước thì nó sẽ không sinh mùi rồi. Đây, đây là cái tấm thảm mà có chốt cài này, mình sẽ nhấc lên khi mà anh em đi rửa xe thì bỏ này ra để rửa, vì dẫm chân thì chắc chắn nó bẩn rồi. Đấy, anh em rửa đi và xì khô nhá. Còn đây là lớp sàn bên dưới này, tất cả là được cắt CNC theo form xe. Đây là từ cái chân ốc này nó zin luôn, anh em chỉ cần về nhấc ghế ra đặt vào thôi, và nhấc những cái nẹp ra này anh em đậy vào. Nên là sau khi mà trải xong nhá thì bụi bẩn thì chắc chắn là nó chỉ rơi xuống đây thôi, anh em hút bụi dọn là sạch, không bị ảnh hưởng đến sàn của xe nguyên bản nữa. Và thậm chí không may là đổ nước này, hoặc là trẻ em nôn chớ, anh em say rượu nôn chớ các thứ, chấp hết vô tư luôn, chỉ cần vệ sinh đi là được. Đấy là công dụng của bộ thảm sàn. Và đặc biệt là cái thảm sàn Lavvo này nó được định vị may theo cái xu hướng luxury, nên nhìn chiếc xe trông nó rất là đẳng cấp. Còn thị trường thảm sàn thì nó cũng rất là nhiều, anh em có thể chọn cái này hoặc là thảm đúc hoặc là thảm kata, các thứ rất là nhiều anh em nhá. Thêm nữa là camera hành trình này, con này TS2K này có Việt Map, nó sẽ ghi hành trình trước và sau, nhưng mà kỹ thuật viên để đây thôi, DJ nhưng mà chưa dán vì là phim mới dán xong. Đấy, các bác cần một chiếc cam ghi hành trình nhỏ gọn, tại vì là cam hành trình mình sẽ xem lại ở trên điện thoại rồi nên không cần phải màn to như ngày xưa nữa. Thêm nữa là nó có đọc cảnh báo tốc độ giao thông là được rồi. Đấy, nó sẽ nhắc nhở anh em camera phạt nguội này, camera vượt đèn đỏ hay là tốc độ giới hạn bao nhiêu, hỗ trợ lái xe rất là an toàn luôn. Như trong cái bản đồ khi anh em logbook thì có bản đồ Việt Map rồi. Đấy, anh em có thể dùng một trong hai đều được. Rồi, ok. Tiếp đến nữa, một món nữa giới thiệu anh em này. Đây là cái món này, là món hưởng thụ này. Tản mùi nước hoa. Công nghệ này thì nó xuất hiện ở trên những cái dòng Mac E trở lên nhá. Nó sẽ đưa cái hương nước hoa vào cái bầu gió điều hòa tổng của xe. Từ đó thì nó sẽ chia ra các cánh gió, nên là cái hương thơm của nó rất đến với người ngửi, nó rất là dễ chịu, nó không bị sốc như là mình xịt nước hoa chỗ này thì thơm, hoặc là vừa xịt thì quá thơm, nhưng sau đó thì nó lại hết. Đấy là cái công dụng mà bộ tản mùi nước hoa nó mang lại. Ngoài ra thì bộ tản mùi này có trang bị thêm một tính năng nữa là khử khuẩn ion nữa, nên là nó sẽ có thêm máy Laloe để nó khử khuẩn môi trường không khí để nó về trong sạch, sau đó mới khuếch tán nước hoa anh em ạ. Đấy, bộ này thì nó cũng có nhiều mức giá lắm, hàng Trung rồi hàng Nhật thì nó dao động từ 5 triệu rưỡi, đến hàng Nhật thì nó rơi khoảng 15 triệu, tùy vào nhu cầu anh em có thể nâng cấp. Rồi,
Thêm nữa là giới thiệu anh em về bậc bước chân này. Đấy, khi mà mình bước xuống nhá, nếu như mà anh em không nắp bậc ấy thì ngồi đây này, bước xuống phát nó sẽ hụt xuống tận đây, rất là với. Đấy, thì anh em nắp bậc mình bước xuống đây và đi xuống, đấy, nó tiện dụng. Đặc biệt là với chị em phụ nữ này, người già và trẻ nhỏ nha anh em nhá. Rồi, và ngoại quan thì cái bậc này nó cũng làm cho cái xe nó khỏe khoắn, nó đẹp hơn. Và thêm nữa là nó sẽ bảo vệ toàn bộ ba vô lê cũng như cánh cửa xe, nếu như không may anh em xảy ra va chạm, nó sẽ hạn chế cái thiệt hại cho xe rất là nhiều. Đấy, với bậc bước chân. Rồi, đây em ngồi hôm nay để anh giới thiệu anh em một chút nữa về cái vè. Cái vè của cái dòng Hyundai này, kể cả Santa Fe thì đằng sau đấy là lỉ, trước thì là nhựa nhưng sau là lỉ. Nhưng mà nếu như anh em mà thay cái vè lỉ này bằng nhựa thì là nó sẽ đi sai với cái quy cách của nhà sản xuất, và đặc biệt là nó sẽ gây tiếng ù, ồn nó dội từ lốp xe lên. Nên là cách tốt nhất để anh em bảo vệ cái này, lỉ này không bị nước mưa nó rũ ra, thì là anh em khóa cứng nó lại bằng những cái vật liệu chuyên dụng. Đấy, gọi là người ta gọi là lôm na, nhưng mà hóa nhựa lòng vè ấy, hóa cứng lòng vè đấy, để nó vừa cách âm chống ồn này, vừa giữ lại nguyên bản và nó dùng được lâu dài hơn. Đấy, anh em nên tham khảo nhá, ở dòng Hyundai. Tiếp đến nữa là quả lốp này. Quả lốp này thì anh khách có chọn là tráng keo chống đinh luôn. Đấy, được tráng keo xong và cân bằng động, để khi mà anh em đi không may đinh hay là ốc đâm vào, nó có một cái lớp mút bám dính ở trong này này, nó sẽ giữ cho hơi không bị xì ra. Anh em sau khi rút đinh ra thì cái mút đấy nó ôm lại luôn. Đấy, cái này rất là hay anh em nhá, anh em nên trang bị. Vì mà khi thủng lốp ấy, thì cần có kỹ năng tương đối thì anh em mới thay được lốp dự phòng, hoặc là anh em đi đến những cái chỗ cứu hộ. Và đặc biệt là nếu mà chị em thì chắc gần như không thay được lốp dự phòng rồi, nên là anh em dán cái này là rất là an toàn và tuyệt vời luôn. Trang bị trên xe thêm một cái bơm nữa, bơm điện tử, để không may non hơi thì anh em bơm nó vào. Rồi, đi về sau xe này. Sau xe này thì là cái sinh nhan này, sinh nhan của dòng Hyundai nó ở bên dưới thấp này cơ. Đấy, thì khi các bác chuyển làn nó sẽ xảy ra tình huống là người đằng sau người ta không chú ý, mất tập trung. Nên là anh em đã đưa bộ sinh nhan chuyển lên đây bằng cái mạch cắm zin. Khi các bác đá sinh nhan thì bên trên này đèn cũng sẽ nháy và dưới này cũng sẽ nháy anh em nhá. Đấy, còn gì nữa nhỉ, 6-8 triệu rồi mà. Ok, led nội thất, và led nội thất mình chưa thấy nhờ, hay là kỹ thuật chưa lắp đặt, chưa thấy có led nội thất ở đây, hoặc là các bạn ấy đang tắt app rồi, thôi để tí nữa sẽ quay sau. Đấy, led nội thất và phim chấn sao cũng chưa có, chắc là chưa đấu điện, nhưng con này là còn phim chấn sao cửa sổ trời và led nội thất nữa. Ok, như vậy là mình cũng vừa review qua cái gói độ con này, gần như là tất cả full kịch cho Tucson rồi. Còn thiếu một chi tiết nữa thôi là bộ đèn. Nếu như anh em mà muốn tăng sáng nữa thì ở Tucson này bên mình cũng độ đèn rất nhiều nha. Con này sẽ độ rất nhiều lựa chọn như là 2 bi 1.8 inch hoặc là 2 đôi bi 3 inch. Thì là nó gọi là kịch sàn cho Tucson mà hết bài luôn rồi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Anh em cho một like và follow để ủng hộ kênh. Cảm ơn.